một vườn đen rô chớp mà thơm mùi hoa sữa chưa anh gia à, đối diện là hai cây hoa sữa như anh chị đã thấy á, ở ngoài xa xa kia đang nở trắng rộ luôn anh chị và hoa lan di phong rất vui mừng được gặp lại anh chị tại kênh uh, youtube của hoa lan di phong anh gia à, và ngày hôm nay thì uh, sẵn dịp uh, vườn đen rô chớp của hoa lan di phong đang nở rất là nhiều với nhiều mặt hoa uh, anh chị cũng quan tâm khá là nhiều và ngày hôm nay em xin được phép giới thiệu anh gia à. và đừng quên cho hoa lan di phong một lượt chia sẻ cũng như một lượt uh, thích uh, đăng ký tại kênh youtube của hoa lan di phong anh chị à. Chào mừng anh chị đã quay trở lại Và như anh chị mới biết cái Sẵn dịp cái chậu mà đây Là cái chậu một trong những cái chậu mà uh, Được anh chị quan tâm khá là nhiều Ở uh, hội thi Hoa Lan Long An vừa qua Nha anh nha Và hiện tại thì Hoa Lan Di Phong cũng có giống Những cái clip mà quay trước đây á Thì anh chị hỏi những, những cái dòng này Thì tạm gọi nó đi anh chị Nó đây là cây uh, trắng tím đi anh ra Chứ giờ nó cũng chưa có tên nữa uh, Lúc trước ở hội Hoa Lan Long An á Thì một chậu bự lắm và ra hoa rất là Là nhiều luôn cái khuôn hoa này cũng tương đối là sẹt sâu anh em nó không phải là dòng tre nha anh chị một số anh chị nhìn sơ qua tưởng dòng tre nhưng mà nó không phải dòng tre thân thủ nó khác nè hiện tại em thân bằng vỏ thông với phân tăng chậm thì nhật bản này nó cũng ra bông khá là đẹp còn cái chậu này thì như anh chị đã biết rồi đúng không chậu này là một trong những cái chậu mà à, em mua giống lại là cái à, Budena sukon nè anh chị hiện tại thì em cũng đã tách ra rất là nhiều cây nè nay là có một cái thân đang lên nè đó thì với một hai thân này thì anh chị nào yêu thích thì à, em sẽ chia sẻ cập nhật tại kênh fanpage á chị hoặc là Zalo của em á là hai nha. À. À, để anh chị có thể là cập nhật theo giá hoặc là anh chị nào yêu thích em có để số điện thoại cá nhân của em á à, em sẽ chia sẻ một số giống cho anh chị. À, trong kia là cây những cái chậu uh, lá biên. Dạ yeah, đó là cây me me tím, hiện tại cũng đang đứt hàng rồi. Và đây là một cái chậu nè anh chị. Chậu này thì uh, sổ hoa anh nha dạ. một lô mà sổ hoa những cái dòng mà dendro mà em bán theo kiểu hàng chợ đó, thì sổ hoa rất là đẹp thì uh, em cũng uh, chia sẻ anh chị cái khuôn hoa luôn hiện tại nó chưa có tên nữa anh chị thấy khuôn hoa của nó giống như cái pin anh nha dạ. chớp lưỡi nè anh chị thấy lưỡi uh, lưỡi nó chớp luôn rất là đẹp nó ra một lùm hoa luôn đó. thì uh, anh chị nào yêu thích thì uh, có thể ghé để tham quan anh chị dạ. ha còn đây một trong những cái dòng đây là những cái một trong những cái dòng dendro bombadua bombardo hiện tại anh anh, anh chị thấy anh nhân giống rất là nhiều bombardo là bombardo xưa anh nha những cái chậu mà anh chị thấy trồng càng lâu á những cái tấm hình mà trên những hội nhóm trồng càng lâu thì nó sẽ ra hoa thác hoa siêu dài không phải là về những cái chậu bự bự nè anh chị có thể là theo dõi trên những hội nhóm á, có những chậu bự thiệt bự hoa từ trên nó cong xuống nè với như thác đổ luôn anh chị và một chậu uh, như thế này thì em cũng xin chia sẻ anh chị với mức giá thì uh, hiện tại những cái chậu này nè đang hoa hoặc anh chị đúng đang nụ hoặc là hai ba thân này nè. Uh, chia sẻ sẽ dưới 1 triệu thôi anh chị. Hiện tại em đang nó uh, bằng giá cho anh chị để anh chị chơi luôn, anh chia sẻ là anh chị thôi, vài trăm ngàn thôi. Anh chị thể uh, theo dõi tại uh, fanpage cũng như là Zalo của Hoa Lan Di Phong nha. Uh, một chậu gì em xin chia sẻ anh chị với mức giá là uh, 900 000 đồng thôi anh chị. 900 ngàn một chậu nha Hai ba thân không á Thuần võ thông nè Anh chị thấy hai ba thân nhà Mà thuần võ thông bộ rễ khá là khỏe à. đó. Hiện tại em cũng đang nhân giống rất là nhiều Trong đây á Thì là một trong những cái chậu Mà anh chị quan tâm khá là nhiều Là cái cây chớp Đỏ tím đó, Mình gần xíu anh ra Đỏ tím này á. Đây Khuôn hoa á tương tự à, Nó là khác với cây chớp ông tôm nha anh ra Với cây họ hay là còn gọi hồng sát pháo chút em đưa cho anh chị xem cái khuôn hoa bên kia kìa cũng có một chậu nở kìa sẵn đây em em đưa cho anh chị xem luôn nè chị đợi chút xíu có một chậu đang nở nè đó đây là cây hồng sát pháo nè thác hoa nó khác đó anh chị thấy không thác hoa nó khác thác dài hơn tại vì vườn à, em trên đây thì nó cũng à, cũng không có lớn nên là phải treo theo kiểu đó đây em quay lại cho anh chị nè Coi coi anh chị thấy rõ anh chị, nếu mà ngược sáng thì nhà camera là chỉnh lại giùm em nha. Đây là một trong những chỗ chớp đỏ tím anh chị quan tâm khá là nhiều luôn. Cái màu sắc hoa lên đẹp lắm nha anh chị nó lên một lần lâm hoa chỗ chớp đỏ tím này. Thì chớp đỏ tím này thì hiện tại em cũng nhân giống ra rất là nhiều nè. Những chậu bự bự luôn á. Cũng thuần thẳng bằng vỏ thông cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, những chậu nè. Thì anh chị nhớ uh, cập nhật tại kênh Zalo hoặc fanpage của Hoa Lan Di Phong nha. Em sẽ có những cái clip mà à, những cái xin lỗi những cái bài đăng ấy, chia sẻ cùng anh chị. Như nãy em chia sẻ anh chị đây là một trong những cái dòng chớp hồng sát pháo nè anh chị. Anh chị à, vòi hoa phải nói là siêu dài luôn á. Vòi hoa siêu dài và đây là một trong những cái dòng chớp cũng được nhận được sự quan tâm của anh chị phải nói là cực kỳ nhiều luôn nha anh chị à. Và đây hiện tại em cũng nhân giống anh chị thấy từ ở trên đó em nhân giống xuống đây rất là nhiều luôn một chậu nè anh chị. Em cũng chia sẻ tầm À, hơn một triệu xíu thôi anh chị như ba bốn thân luôn á em chia sẻ gần tầm khoảng hơn một triệu thôi để cho cô chú anh chị mình có thể là chơi hiện tại em nhân giống rất nhiều rồi thuần thẳng bằng vỏ thông luôn còn cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ tại vườn đối với dòng Land chớp á thì anh chị có thể tới đây em sẽ để rẻ hơn cho cô chú anh chị mình thứ nhất là anh chị có thể là nguồn hàng anh chị chào khách thứ hai nữa là anh chị có thể nhập giống về với giá cực giá sỉ là cực kỳ hấp dẫn khi mà anh chị mua từ hai chục tới ba chục chậu trở lên em sẽ để cho anh cho anh chị giá sỉ luôn nha và cuối cùng là một dòng tương tự như chớp vàng đỏ Hiện tại em nhân giống nè Đây nè Susan nè 1, 2, em nhân giống rất nhiều 3 nè, 4 nè, 5 nè Khoảng tầm hơn là gần 20 chậu Và hiện tại em cũng đang có chia sẻ muốn ý định chia sẻ với anh chị những chậu từ 4 năm thân và đã thuần bằng quả thông hết nè rất là đẹp luôn đang lên nhú rất là nhiều anh nha thì nói chút xíu về dòng chớp Susan này su à, Susan này đây đây cô chú anh chị Susan này là một trong những cái khuôn hoa ha nha Susan Đài Loan là chớp cũng có tương tự như màu đỏ và màu vàng à, rất là đẹp chớp luôn cái viền lưỡi và đặc biệt hoa rất là thơm thơm cực kỳ luôn anh chị đó, cô chú anh chị mình thấy anh nha thơm rồi ấy nữa hiện tại vườn đang ra hoa rất là nhiều thì cô chú anh chị mình nào có ý định để sưu uh, tầm á uh. như là susan anh nha ở bên đây là cây uh, hồng sát pháo bên kia là cây uh, đỏ tím rồi bên kia nữa là cây uh, bơm ba đua thì anh chị nào có ý định uh, tới vườn mua trực tiếp cũng được hoặc là anh chị có thể là liên hệ của em xỉ lệ em đều bán hết và giá vô cùng rẻ nha anh chị à tại vì hiện tại em nhân giống là cũng tương đối là nhiều anh thì em cũng xin chia sẻ anh chị em hiện tại em đang có cái chậu hai cái chậu mà hôm qua em đăng hai tấm hình lên nè à, là cây pin uh, cánh tròn á pin cánh tròn này là thi ở dưới hội hoa lan của Long An anh chị quan tâm khá là nhiều luôn và em hiện tại em đang có hai chậu đang vòi nụ thì cũng như thường lệ anh chị nhớ theo dõi tại fanpage của hoa lan di phong cũng như là Zalo của số điện thoại cá nhân em á em sẽ cập nhật những cái giá bán cụ thể lên đó hoặc anh chị cũng có thể gọi về em em sẽ chia sẻ anh chị với những cái chậu uh, chuẩn hoa như thế này anh chị ha. hiện tại anh chị vườn chớp của em thì từ những cái giống vàng đỏ nè đỏ tím nè, ông tôm sát pháo nè. Hay đến những cái chậu mà những cái giống hoa mà đi thi hội hoa lan Cần Thơ hoặc hội hoa lan Long An vừa rồi. Hiện tại em đang sưu tầm đầy đủ và nhân giống ra chia sẻ cùng anh chị. Anh chị có thể đến đây với địa chỉ là Hoa Lan Di Phong ở trên Google Map hoặc là anh chị có thể tìm đến là ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hoặc là anh chị cũng có thể là uh, mua hàng online em sẽ gửi cho anh chị đi. Anh nha. anh chị thấy xa xa bên kia không? Là cái bàn trà. Anh chị có thể đến đó vừa ngắm hoa, vừa giao lưu. Cùng em nhanh ra Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều Và đừng quên uh, theo dõi tại kênh fanpage Hoa Lan Di Phong Cũng như là zalo lô uh, Em sẽ liên tục cập nhật những cái giống này Với giá vô cùng là rẻ luôn Cảm ơn cô chú anh chị Và hẹn gặp lại anh chị ở những clip lần sau Tại kênh youtube của Hoa Lan Di Phong Xin chào và hẹn gặp lại